rằng mình chẳng được gần nhau thì buổi đầu đừng gấp gơ. Nếu biết rằng yêu là gian dở thì xưa kia đừng lưu luyến chỉ thêm sâu. Người trao chỉ kỷ niệm buổi ban đầu, trao cho nhau tâm tình yêu tha thiết là mình đem cay đắng để tặng nhau. Người ta bảo yêu là gian dở, có mấy ai tròn mong thuở ban đầu. Yêu một lần là có đến ngàn sau, sao khiến xui chi cho mình gặp gỡ.